Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với A Nhiệm TV. Tiếp tục một cái nội dung nữa truyền tải lên kênh. Hôm nay là hai anh em lại tiếp tục di chuyển lên bản đây các bạn ạ. Xin chào mọi người nhá. Quý đồng hành cùng với mình. Hai anh em đến đây các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh cánh đồng ruộng đẹp quá. Hai anh em dừng lại ban máy ghi lại một chút những cái hình ảnh các bạn. Trời đang âm u, đang mưa phùn, đang đổ xuống rồi. Chuẩn bị mưa. Hôm nay là hai anh em mà có mặt ở trên là một cái bản đồng bào của người Tày của mình đây các bạn. Cũng là cách với cái nhà của mình cũng không xa cho lắm đâu các bạn. Hôm nay thì nội dung hôm nay truyền tải lên hai anh em lên trên này có một cái trường hợp một hộ gia đình đặc biệt khó khăn, cũng khá đặc biệt các bạn ạ. Mình cũng là vừa rồi cũng là nghe qua mọi người kể với lại là mọi người là kêu gọi ủng hộ các bạn. Đây ở chỗ cái màn hình của mình đây các bạn, mình màn hình đây mình đọc được đây. Một hộ gia đình thật sự ra thì đặc biệt là khó khăn. Hơi mờ một chút nhỉ. Đây các bạn ạ. Lời kêu gọi mình đọc luôn đây. Lời kêu gọi ủng hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn các bạn. Đây gia đình của ông, của bác Hoàng Văn Kinh ở bản Xóm Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Gia đình bác thì có 6 khẩu thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn Lào Cai. Các bạn có làm con của hai bác ấy là em Quyền, năm nay 35 tuổi, bị tâm thần nặng thì đã 10 năm. Dù gia đình có đi chữa trị nhưng không khỏi các bạn. Xong là còn là bác gái là Ma Thị Cha thì bác bị làm việc không may mắn là bị ngã các bạn, bị đau ở mông, là thiếu hiểu biết và điều kiện gia đình khó khăn nên không có kinh phí đi khám. Là bác là khi mà bị đau quá các bạn mà đi khám thì đã phát hiện ra là bị bệnh là viêm mủ khớp háng thì phải phẫu thuật, gia đình này không có tiền này. Mọi người đã kêu gọi để các nhà hảo tâm để ủng hộ là gạo mì này với lại là tiền để cho là có kinh phí để cho bác gái đi chữa trị các bạn. Nói chung thật sự ra thì cái hoàn cảnh này khá đặc biệt các bạn. Thấy mình còn kể ra còn mình thấy mọi người kể còn nhiều cái nữa các bạn, như là con rể thì về ở cùng thì cũng bị, cũng không may là cũng bị liệt. Một hộ gia đình thì cũng gọi khó khăn nhất là ở trong bản, trong xã luôn các bạn. Đấy mình đọc sơ qua là cái mọi người là kêu gọi là ủng hộ là như vậy các bạn. Thôi anh em mình di chuyển đi. Còn hôm nay để vào là thăm hộ gia đình của bác Kinh này các bạn thì mình đã chuẩn bị mua một ít đồ đây. Mua là 2 thùng mì tôm với lại một ít bánh kẹo nữa. Chắc một chút nữa vào thăm xong là mình sẽ là trao cho là gia đình một gọi là một chút tiền nữa để là có kinh phí để chữa trị cho bác gái các bạn. Đây các bạn ạ, mình đã đến đây rồi. Gia đình của nhà của hai bác là ở trên này đây. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào nhé. Cũng là hỏi qua mọi người một chút để biết đường vào đấy các bạn. Cháu chào bác. Vâng. Anh nhà mình là nhà bác Kinh đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. À đây. Cháu chào bác, thì cháu cũng nghe qua mọi người kể với lại cũng nghe qua là ở xã là cũng kêu gọi các mạnh thường quân đấy. Thì cháu cũng biết là tình cảnh của mình hôm nay thì cháu có mặt đây cũng lên là thăm bác. Bác nấu cơm chưa? Cháu vừa nấu rồi. À cháu vừa nấu ạ. Vâng. Đây là các cháu là các bé gái này nấu đây à? Cháu này. Cháu vâng. Bác gái chắc là bây giờ là đang nằm ở trên viện đúng không ạ? Bác gái thì đã lên trên viện đã được lâu chưa bác? Được lâu rồi. Chắc là 2 tuần. Được 2 tuần rồi ạ. Chắc là 20 ngày mới về. Thế cho về được. 20 ngày mới về, thế bây giờ là mọi thứ một cái đã là đã làm, đã phẫu thuật rồi, đã ổn định chưa ạ? Không biết được. Lúc nào bảo lúc đau, lúc khỏi, lúc đau, bị cái chân. Lúc khỏi, lúc đau ạ? Xương khớp. Vâng, thế bây giờ là ở trên kia thì bác gái thì ai đấy chăm sóc ạ? Có con nữa. Con ạ, con gái hay con trai? Con gái ạ. Vâng. Con trai còn ở nhà hai phía. Vâng. Nhà mình thì có là mấy anh chị ạ? Có
hai con trai, con gái một con, hoặc hai con gái lại đi đi người ta rồi. Đi lấy chồng đúng không ạ? Chồng. Còn có hai con trai đúng không ạ? Vâng, hai con trai. Hai con trai thế bây giờ là các anh đấy. Con gái đấy cứ đi chồng về không được, bố chồng gia đình của nó không được, nó phải về rồi mà. Không vào nhau. Không vào nhau ạ. Thế cháu nghe nói bảo như là bà có con rể của mình nữa là cũng bị là cũng bị liệt hoặc là bị tai biến cái gì mà đúng không ạ? Cái này con thôi. Con ạ? Ờ, con đây. Con ruột ạ? Ờ, con đầu ruột đấy, bị rồi. Vâng. 10 năm rồi. 10 năm rồi ạ? Ờ. Thế bây giờ trong nhà đúng không ạ? Ờ, đây, ở đây nhà, trong vâng. Nhà. Thế con, thế con trai thì một người thì bị, còn thế còn là một anh nữa thì... Anh này bị, còn hai anh ấy đi làm. Đi làm? Ờ. Vâng. À. Hôm nay thì cháu nghe thấy hoàn cảnh là như vậy, thấy mọi người cũng kêu gọi như thế, cháu lên đây chơi, cháu có một chút quà cho gia đình của mình. Vâng. Và các bạn thì mình đã có đây rồi. À đây, cái này là hai bé này là con của ai đây? Con của Hiện. Cháu. Là cháu. Cháu nội hay cháu ngoại à? Ngoại. Cháu ngoại, à cháu ngoại của là cái gì là chị là đi lấy chồng là không hợp với về đấy đúng không ạ? Quay về. Vâng, là hai đây, hai chị em đây đúng không? Hôm nay vào ngày thứ bảy chắc được nghỉ học đúng không? Đang học. Đang học. Đây, chú lên chơi là có kẹo đây. Đi lấy kẹo cho là hai bé này. Một căn nhà cấp 4 các bạn cũng chắc theo mình nghĩ cũng xây dựng lâu rồi. Cái căn nhà này chắc là... Em này, hai chị em chia nhau nhé. Bên đấy còn vẫn còn đấy. Thế thôi à, thế có hai chị em này có thêm ai nữa không? Có thêm ai nữa không? Có anh chị nào ở đây nữa không? Anh chị hay là em nào ở đây nữa không? có là hai cháu ở với mình thôi à bác? Có thêm thêm cháu nào nữa không? Vâng. Đây. Chỗ là ở của bác ở đây. À bên trong bên cái chỗ này là cái này mình để làm cái gì đây bác? Đồ lung tung gì, quần áo để vào trong. Đồ quần áo để lung tung trong này. Để vào trong mình. Vâng, à. Mấy cái thứ đồ dùng sinh hoạt. Ít thóc cho ở đây đúng không ạ? Nhà hẹp quá thì chỗ nào. Vâng. Bên kia là bếp của mình đúng không ạ? Bếp. Đâu cái anh con trai của bác đâu, cho cháu xem anh con trai của bác một chút được không? Cái này phải chốt cửa, sợ là đi đâu hay sao là phải chốt ạ? À mở cửa là chạy đi ạ? Ờ, mà xem. Đây các bạn, anh đây, anh con trai đây. Năm nay là khi nãy là cháu cũng có đọc qua là ở trên mọi người kêu gọi đây là anh đây là năm nay 35 tuổi đúng không ạ? Vâng, 35 tuổi. 35 tuổi. Bắt cái kẹo cho. Cháu nghe thấy mọi người kể bảo là con rể của bác là bảo là cũng bị là cái gì, cũng bị tâm thần hay tai biến cái gì mà đúng không? Không phải đâu chứ. Cái này không biết đâu. Con rể không biết được. À con rể, thế con rể của bác. Bên này này. À con rể của bác bên này á? Ờ bên này, nhà ở trên này. Bị tai biến hả? Bị tai biến à? Ờ. À, thế là bây giờ là nhà con rể thì ở gần đây thôi đúng không? Gần đây mà. À, thế là không phải ở chung với gia đình của mình ở, đâu đúng không? Ở riêng vâng. Ồ. Đang xem, đang đọc chữ. Bác thử bảo xem có biết là lấy bánh ăn không? Biết, tớ không lấy. Tự lấy. Tía tự lấy đúng không ạ? Vâng. Tự mở. Thật sự ra là một hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Không quá là đặc biệt khó khăn các bạn. Ốm yếu. Bác thì ốm yếu đúng không ạ? Cũng bị khó khăn. Vâng. Không biết thế nào. Bác gái thì bây giờ cũng bị đi nằm viện các bạn. Bây giờ thì anh con trai như thế này, bác thì cũng bảo là cũng bác là có tuổi như thế này chắc là cũng gọi là cũng không được khỏe mạnh giống như bình thường các bạn. Bên trong căn bếp này của gia đình này các bạn. Ôi giời, siêu vẹo hết rồi, sắp đổ rồi. Không làm cái nhà bếp rồi. Có bà vâng. Một đấy không làm được mà. Vâng. Có
khổ bên này mất người lắm, nhưng mà nó ra người kia khổ lắm. Để mà để chính quyền ở xã mà kêu gọi lên các bạn thì chắc là thật sự ra thì gọi là quá khó khăn rồi. Gia đình không có khả năng để việc chữa trị nữa thì bắt buộc thì phải kêu gọi ở xã, kêu gọi các mạnh thường quân thôi. Bác bảo là anh con rể thì cũng bị tai biến, các bạn là cũng đi qua bên này thì cũng làm được một căn nhà ngay ở bên trên này. Thì cũng là tiền, cũng làm được căn nhà, cũng đi vay ngân hàng về để mà làm. Thế bây giờ là anh con rể đấy bây giờ là bị tai biến thì chắc là ở nhà đúng không ạ? Thế còn ạ? Vâng. Đây là đúng không? Là bố của là hai bé này đúng không? Hai bạn này đúng không? Không phải. À cái này thì đúng. Tả làn. Tức là hai cháu này là mẹ khác chứ. Không phải con gái đâu chị. Đúng là con gái. Con gái tức là ba có hai đứa con gái à? Bốn đứa chứ. Bốn đứa. Còn hai đứa đi chồng. Còn một đứa vào Vĩnh Yên đấy, ở chồng Vĩnh Yên mới không vào nhau là về rồi. À không vào. Gái gốc ở đấy. À lấy chồng Vĩnh Yên không vào nhau về với bắt đầu đem hai bé qua đây đúng không? Ừ, hai đứa khi nãy đây đúng không? Ở đây. À không vào nhau. Thế còn là chị lấy anh chồng là bảo bị tai biến ấy thì là cũng có là mấy cháu. Cái này hiến thôi. Tai biến là hiến. Chồng của nó đi. À có mấy cháu vậy? Có hai cháu. Hai cháu. Đang học. Đang chị học. Chị vẫn ở nhà chứ? Chắc ở nhà thôi. Vâng. Ôi, qua đây mình cũng hỏi thăm một chút thôi các bạn ạ, cũng biết là hoàn cảnh như vậy thì qua bên này thì cũng gọi là chung tay giúp cho gia đình được chút nào chút đấy để bớt gọi là cái khó khăn các bạn. Thì ở bên trong này thì cũng gọi là có cái chỗ là có cái giường nằm ở đây. Cái này là ai là nằm ngủ trong này bác? Con gái. Con gái đúng không? Con gái cùng với hai bạn nhỏ này đúng đây đúng không? Ồ. Nói chung là tình cảnh là cũng gọi là eo le các bạn ạ. À. Mọi người trong gia đình thì cũng có là mấy người là không được lành lặn, không được khỏe mạnh các bạn. Thì nó cũng là cái gọi là cái gánh nặng, gọi là cái gia đình thì phải là chăm sóc. Vì thế là cũng gọi là khó khăn. Và có lao động chính là bác gái nữa. Mà bây giờ bác gái còn bị như vậy nữa thì thật sự ra thì cũng không biết phải làm như nào. Bác gái là bị viêm xương do tủy. Viêm xương do tủy. Cái này chắc là bị ngá, bị tác động là mạnh lắm hay bị như vậy đúng không bác? Nó không phải gãy hẳn em nghĩ là nó nứt. Chắc là nứt. Nên là không được chữa trị nên là bây giờ nó ấy. Nứt không được chữa trị cứ để lâu xong rồi là thành đâm ra như kiểu bị nhiễm trùng, bị viêm ấy. Đấy. Ừ. Lên nằm ở trên Lào Cai được hàng tháng nay rồi đúng không? À đây là cháu ấy á, cháu ngoại đúng không? Cháu ngoại đây đúng không? Trên đấy, nhà trên đấy. À. Cũng lớn lắm rồi. Còn hai đứa học đấy. Cái nhà này là mình tự xây à, bác hay là nhà nước người ta hỗ trợ? Nhà nước hỗ trợ thôi. Nhà nước hỗ trợ xây đúng không? Người con thì thầm thần mày xem hỗ trợ cho thôi. Vâng. Cũng được mà. Có căn nhà cấp 4 này cũng nhà nước hỗ trợ rồi các bạn. Vâng. Vì không. Bác này không có khả năng để mà làm được cái có khả năng không có kinh phí để mà xây được căn nhà như thế này. Bác là có bị bệnh gì hay là mình cái gì không? Bệnh đấy. Vâng. Hát cào. Vâng. Bác phải đáp cào. Vâng. Đáp cào nên là có cả chân rượu, đúng nó đau đấy. Đau. Cả chân này đỏ, cò hết. Vâng. Cò cả mực hàm, chép làm, nó cái da nó đỡ. Vâng. Nhà ta đỡ vậy mà là không nên uống rượu, nhiều pin là phá hơn. Bác còn uống rượu nữa không? Không. Bỏ huyết áp ao là phải bỏ rượu, không uống rượu nữa đâu. Chỉ hút thuốc lào thôi. Hút thuốc lào thôi đúng không? Ừ. Vâng. Không dám uống rượu. Rồi, trưa nay thì là tính làm ăn rau gì đấy bác? Có rau gì ăn chưa? Nhà mình trồng được rau gì không bác? À không trồng được cái gì à? Thế là trưa nay là chưa có rau gì ăn đấy đúng không?
Còn có một chút nữa đây, cháu là mang mì lên đây thì mình nấu mì lên ăn với cơm cũng được bác ạ. Với các cháu nữa. Đây mình để đây bác này. Chắc là cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng là đi đánh cá đấy nhỉ bác nhỉ, có cả cái giỏ đây này. Vâng. Có cả chài à? À đây, lớn lắm rồi, học lớp mấy rồi? Lớp 8. Lớp 8 à? Mẹ ở nhà không? Mẹ ở nhà với bố ở nhà đúng không? Thế bảo bố bị là tai biến à đúng không? Trong căn bếp. Bảo là cháu nấu cơm mà mình xem làm được cơm mà chắc đây rồi. À đây, nồi cơm nấu rồi. Cũng thật là chưa thấy có không có rau gì ăn rồi. Ở đây mình xem có cái gì đây này. À cơm nguội rồi các bạn ạ. Ô, thật sự không có gì ăn thật. Thôi chắc là bảo bác nấu mì lên ăn cơm thôi. Rồi, em chào chị. Đây chị, đây là con gái của bác đây. Nhà chị là cái nhà xây trên này đây đúng không? Tai biến đấy. Là anh ấy chồng chị là bị tai biến đúng không ạ? Vâng. Tai biến thế bây giờ chắc là ngồi yên một chỗ là không. Bây giờ còn đi nọc nạch đấy. À vẫn đi được đúng không ạ? Vừa thôi. Từ năm trước rồi. Vâng. Em mà nghe qua cái tình cảnh hoàn cảnh của gia đình của mình thì em hôm nay lên thì có một tí quà lên là thăm gia đình của mình. Cái này nói chuyện với bác trai rồi. À đây, mình nhìn thấy xa xa, nhìn thấy anh là thấy đi. Vâng. Đi lập tỉnh là thấy là có hết vài chục triệu rồi, toàn tai biến này bây giờ. Có thấy là con trai gì của bạn ạ? Không, con trai đi học của bà. À. Kêu. Tưởng là con trai là dìu chứ, không phải à? Không, con trai con đứa con út đang học ở dưới này. Đây này, bác trai ở nhà thì không làm gì các bạn, cũng đan được những cái chài như này này. Đan được chài mang đi bán với lại là cũng để tiện thể ở đây. Để mang đi đánh các bạn. Cải thiện bữa hàng ngày. Làm thế rồi, để trong suối đi đánh ở trời, suối. Mấy ngày nữa chị lại lên trên bà. À. Bà làm chị lên đây. Bà là đã đỡ tí nào chưa? Chưa, bây giờ còn đang đau. Vâng. Xem mấy hôm để xem nó có thuốc gì không thì không phải bảo bà chị không lấy cho. Vâng. Chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi, 83. 80, xin 83 đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế còn bác đấy chắc là 62. Sinh năm 62. Vâng. Ôi, năm 62 thế với bố cháu thì bằng tuổi nhau đấy. Không bị tròn. Vâng. Giờ này cũng trưa rồi các bạn ạ. Mình bác cũng bảo là nấu cơm rồi cũng là chưa có cái rau gì ăn. Vì thế lấy mì tôm, chắc nấu mì tôm để ăn các bạn. Thao tôm bây giờ. Đấy, cũng là đấy, đi đun nước vào đi. Đun nước vào pha vào nhá. Mình mua lên một thùng mì với một thùng phở các bạn. Như chị vừa nói đây các bạn. Bảo là trong cùng một gia đình mà mọi người thì có 3 người là nằm liệt một chỗ là không làm được cái gì rồi. Khó thật. Mình đây có nuôi được gà, vịt, nuôi được lợn gì nhiều không chị? Ở nhà không có đâu, có mấy lần. Con gà, con thì chả nuôi được cái gì bây giờ. Còn nhà còn đang ốm, đang đau nữa, không nuôi được cái gì. Vâng. Thế có nhà có trâu không? Không, con nọ còn bán hết rồi, chứ ông chồng hết, không có cái gì. Vâng, anh ấy bị thế là bán, gia đình mình có cái đồ gì mình bán hết đi chữa trị đúng không ạ? Bây giờ còn đang qua hôm kia là còn bán 25 triệu rồi, cái đồi đấy bán một tí chứ mẹ mai kia mang tiền cho mẹ. Bán đồi quế à? Ừ.
đồi quế mình có bán cả đất cả cây luôn. Cả đất cả quay cây. Vâng. Đấy, đun nước vào nhá, xong này để nấu mì ăn nhá. Bé gái gái lớn học năm học lớp mấy rồi? Học lớp 4 rồi à? Thế còn lớp 3. À lớp 4 lớp 3. Cách nhau với người một tuổi ở cách nhau một tuổi thôi à? Hai chị em. Ba gói đủ ăn không? Ba gói không đủ ăn thì pha thêm. À, nhờ chị đây vào pha mì nhanh cho các bé. Chị ăn cơm chưa? Bây giờ chưa ăn cơm đâu, đang pha mì tôm này. Giờ tiện thể ăn cơm đây luôn. Pha mì tôm ăn cơm cùng với ông với lại là hai bé kia luôn. Mì đã chín rồi các bạn, bây giờ là dọn lên đây để ăn đây. Cắt không ơi? Thôi, cơm mì đã chín rồi. Thôi, bác với hai cháu tự nhiên thôi. Chị bảo là chị không ăn thì các bạn tí là còn lên ăn cơm cùng với chồng với con ở nhà bên trên nữa. Còn là pha riêng một gói này để cho một chút nữa để cho anh con trai ở trong nhà đấy. Thôi, bác ăn tự nhiên đi. Ăn với hai cháu ăn tự nhiên đi ạ. Mới ấy, Quyến. Xin mời các bạn ăn bữa cơm cùng với gia đình ở nhà bác Kinh nhá. Bác Kinh nhỉ? À bác Kính nhỉ? Bác Kinh chứ nhỉ? Bác Kinh. Ông cơm no rồi. Chắc là ông cũng ngại mình một chút hay sao các bạn, mà ông thì cũng ăn ít. Mà hay là ông chỉ ăn như thế thôi. Ăn no vào nhá. Hai chị em. Mẹ thì đi lên là phục vụ bà ngoại rồi. Là em đọc là ở trên là trên xã người ta kêu gọi đây là đợt là vừa rồi là lên là phẫu thuật là hết 20 triệu là mình phải làm mượn vay tiền của xã đúng không? Không,
mình còn đi mượn ở ngoài không 5 phẩy. À, đi mượn là đi vay, đi mượn 5 phẩy là cái tiền là đi vay lãi cao ấy đúng không ạ? Ừ. Vâng, à, các bạn đi vay lãi cao 5 phẩy có nghĩa là 1 triệu là 10 triệu 500 một tháng. Thế là mình vay là hết bao nhiêu chị? Bây giờ trước còn vay 10 triệu, bây giờ còn bán trong cái giả rồi này. À bây giờ là bán nương. Bạn à, vừa rồi khi nãy nói là bán nương quế đúng không ạ? Vâng, bán nương quế còn cấy được 200 quế nữa. À, bán nương đi để lấy cái tiền để mang đi chữa trị các bạn. Cô gọi là khi nãy chị cũng nói là bán cho anh em nhỉ? Bán cho anh em để về sau nếu mà mình có tiền lại mình có thể đi chùa người ta được. Chỉ đóng lãi cho người ta thôi đúng không ạ? Đấy các bạn thì nhờ chị đang pha gói mì tôm này để mang lên cho anh con trai bị tâm thần đang ở trong đấy. Pha cho em cậu không ăn được, nóng quá. Phải thổi đi đúng không ạ? Phải thổi nó nguội mới ăn được. Vâng. Để có tiền chữa trị các bạn à. Thật sự bây giờ đi vay người ta thì đối với hoàn cảnh khó khăn này người ta khó lắm, người ta cho vay lắm. Mà có đi vay thì phải vay là đi vay người ta, các bạn vay phải là có tiền lãi cho người ta hết, lãi cao cho người ta hết. Hoặc có thể là những hoàn cảnh khó khăn quá như này người ta không cho vay đâu, người ta chỉ vay thì vay được, mai kia thì mình, gia đình mình không đi làm được, không có cái gì mà trả cho người ta ấy. Đúng rồi, vay được nhưng mình không có khả năng trả cho người ta. Vì thế là bắt buộc ở nhà thì có cái đất đai hoặc là có cái gia tài các bạn, ví dụ như con trâu hoặc làm cái gì đấy có thể bán đi để chữa trị trước đã. Sức khỏe con người là trên hết. Nãy chùm chăn đây, bây giờ bỏ chăn ra rồi. Như là anh đây để anh đi vệ sinh các thứ có đi được không hay là mà không đi được đâu, cái này tuần tuần nó đấy là nó vào quần hết, nó mới chả đi được đâu. À thế mình là mình phải là vào quần hết, là mình phải tự thay các thứ. Vâng. Thì cho đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng, thật sự là quá vất vả các bạn ạ. Mấy chục năm rồi cứ như thế này thôi các bạn. Thật sự là lúc nào cũng phải có một người ở nhà để chăm sóc cho anh bị như này các bạn. Như vệ sinh này. Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm các bạn. Thế tiểu tiện, đại tiện các thứ thì không phải là tự gia đình hết. Cái này lo hết. Không biết nói chuyện đâu, nó thế thôi. Lúc chị đưa không cho đói, anh ấy. Đói thì ăn, không đói không ăn. À cái này là khi nào đói với ăn, thích thì thích cái ăn, không thích cái thôi. Vâng. Chị thử bảo em nào anh có ăn không? Hay là khi nào thích thì phải ăn đúng không ạ? Đặt như thế nào, khi nào nó thích nó ăn đấy. Đói nó ăn đó, không đói nó không ăn. Vâng, khi nào chắc là ăn mấy cái bánh. Nó mộc bằng tay ăn không. Lấy tay bốc ăn thôi đúng không? Bốc tay ăn không lấy được đâu. Không cầm thú không biết được. Chị thử là cho đũa lên, thử cho là mang lên xem nào. Đấy, gắp nó vẫn ăn. Vâng, gắp này với ăn à. Nhà đã hoàn cảnh này các bạn, bây giờ còn ba gái còn bị nữa, bắt đầu với anh con trai như này nữa. Thật sự ra để một người ở nhà để mà chăm sóc anh như này đã là gọi là đủ là vất vả, đủ mệt rồi các bạn.
nghỉ người như thế này khổ lắm. Không biết phải nói nào các bạn, thật sự thì hoàn cảnh bên này, các gia đình của bác Kinh này thật sự thì quá hoàn cảnh, quá vất vả luôn này. Thưa các bạn ạ, khi nãy mình vừa quay ghi một chút cái hình ảnh là chị là cho là anh con trai đã ăn mì các bạn ạ. Thôi giờ này chắc là cũng trưa, chắc là mình cũng là xin phép bác này đâu với chị nữa là cũng di chuyển về luôn thôi. Bác hôm nay cháu bảo này, hôm nay thì đấy cháu mới biết cái hoàn cảnh của gia đình của mình, cháu lên là cũng không có gì đâu. Cũng gọi là có chút là mì tôm thì cho gia đình của mình, với lại là bánh kẹo cho các bé nữa. Với lại đây là cái này, không gọi một chút là gọi là để cho là mình là gọi kinh phí để mình đi chữa trị cho là cho bác gái đấy, với lại giúp cho gia đình của mình gọi có một cái gọi là đỡ vất vả hơn. Cái này với số cái này là 500.000 bác nhá, bác cầm cho cháu ạ. Cảm ơn nhé. Vâng, bác đến em đủ chưa, 500.000 chưa? Ở đây các bạn làm thì với số tiền là 500.000 này, với lại một chút mì này, chắc là cũng sẽ là giúp cho gia đình của bác gọi là bớt một chút khó khăn hơn các bạn. Vâng, có ăn đi, của ai thì được cảm ơn thôi. Vâng. Với cái món quà của anh Tâm Lê các bạn là còn lại là 1.550.000 các bạn, mình đã mua là 2 thùng mì với lại là mua bánh kẹo cho các bé nữa, là hết là 200 là 25.000 các bạn, còn lại 225.000, xong rồi với lại đưa cho bác là 500.000 nữa, tổng là hết là 750.000 đúng không nhỉ? Đúng rồi, 750.000 các bạn. Với còn lại cái số tiền còn lại đấy thì mình sẽ là giúp đỡ những hộ gia đình khác nữa trong tương lai nữa, mình lên bảng đấy các bạn. Thôi bác nhá, bác chị ơi, chắc là cháu là xin phép cháu về đây. Vâng. Cảm ơn là cháu nhá. Vâng vâng ạ. Vâng, cố gắng bác nhé, cố gắng để vượt qua những cái này, những khó khăn này nha bác nhé. Cảm ơn. Thôi chị ơi cháu về đây. À, chị ơi em về đây. Thôi các bạn này, mình xin phép mình kết thúc video luôn, các bạn di chuyển về luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiếp theo. Xin chào.